tham luận tại Đại hội 13 của Đảng với chủ đề Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đã chỉ ra yêu cầu quan trọng trong việc tuyên truyền, giải thích, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo. Trong đó nhấn mạnh vai trò và những đóng góp quan trọng của các già làng, trưởng bàn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê của Ủy ban Dân tộc, Tính đến năm 2020, cả nước có hơn 20.000 người có uy tín trong cộng đồng được các thôn, bản, buôn làng bình chọn, suy tôn tại 52 tỉnh, thành phố. Trong đó có 13 trên 52 tỉnh, thành phố có số lượng người có uy tín trên 1.000 người. Những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số chính là những nhịp cầu nối quan trọng giúp gắn kết ý đảng và lòng dân. Mặt trận Tổ quốc thông qua những người có uy tín để phát động, triển khai thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng đời sống mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngành dân vận thông qua những người có uy tín để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ngành dân tộc thông qua đội ngũ những người có uy tín để nắm bắt, triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Mình là người uy tín thì mình cái gì mình cũng làm gương mẫu cũng đi đầu trong mọi cái công tác mọi việc hay từ các cái thôn bản làng bản thì có cái vấn đề khó khăn hoặc là cái gì mình cũng phải nhảy vào trước để mà giải quyết đầu tiên là động viên đã xong mọi cái thì cũng thấy xuân sẻ được. Tỉnh Bắc Cạn có hơn 315.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 88%. Toàn tỉnh có hơn 108 xã phường thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.305 người có uy tín ở 1.310 thôn, tổ đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò của mình đối với gia đình và cộng đồng xã hội, tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành kịp thời các cái chương trình hành động, các kế hoạch để thực hiện các cái chương trình, kế hoạch rồi chính sách dân tộc trên địa bàn. Và đặc biệt thì những cái chương trình lớn ủy ban tỉnh chỉ đạo các địa phương thành lập các ban chỉ đạo để có một sự phối kết hợp tốt nhất trong cái việc triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt hơn cái nội dung mà các chương trình chính sách dân tộc của đảng và nhà nước đã ban hành dưới sự lãnh đạo của đảng đồng bào các dân tộc thiểu số luôn ý thức được vị trí vai trò của mình không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước và nếu vì mỗi thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số là một đàn chim hướng về phía trước thì mỗi già làng người có uy tín là một cánh chim đầu đàn họ là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền địa phương là cầu nối giữa đảng với nhân dân là trung tâm đoàn kết của cộng đồng họ dẫn dắt mọi người dân trong thôn bản buôn làng nơi vùng miền núi và dân tộc vững tin theo đảng nhà nước tích cực ủng hộ và góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới